Vì bệnh vẫn còn nên mình bắt buộc cũng phải đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi. Mình phải bảo vệ sức khỏe của mình nha các bạn. Sống ở Củ Chi bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn không biết rõ đường đi của Củ Chi. Nhìn nãy giờ các bạn có hết hai hàng bông bên đường không? Chứ mình thấy là cái quãng đường này đẹp thiệt luôn á. Đúng mùa hoa này nở là vàng rực cả một góc trời. Cuối cùng thì mình cũng đã đến nơi. Đây là đám cưới theo kiểu rất là chân quê. Mình còn được hít thở không khí trong lành nữa. Và kết thúc bữa sáng ngày 1 tháng 1. Và địa điểm mình đến chiều hôm nay đó là Aeon Trần Phú. Hình như đã lâu lắm rồi mình chưa đến đây. Bận quá mà, với lại dịch Covid nữa nên mình không có đi đâu được hết trơn. Bụng của tôi đang gào thét vì quá đói. Hồi nãy giờ không ăn được cái gì hết trơn nên phải ăn bù. Và chào mừng các bạn đến lầu 2. Ở cái tầng 2 này bán rất là nhiều quần áo. Và hôm nay là ngày 1 tháng 1 nên nó sale off rất nhiều, từ 50% cho đến 60% một bộ đồ. Và như các bạn đã thấy đó, thì bữa nay người ta bán áo dài cách tân rất là nhiều, và cả áo dài truyền thống nữa. Nhưng mà mình nghĩ mình không có nhu cầu để mua áo dài đâu. Và đây là khu dành cho túi xách. Và mình rất là thích khu này bởi vì mình là fan cứng của ba lô và túi xách. Mình thì rất là thích giày, nhưng mà trong đây không có cái giày nào cùng size với mình hết. Mình mang size 35 nhưng ở đây bán từ size 36 trở lên. Thế là mình không vừa. Còn không á, có vừa thì là một chiếc rộng, một chiếc chật. Các bạn nhìn qua cái bên bán dép nè. Những đôi dép quá là màu sắc. Và mình rất thích những cái kiểu như vậy. Nói chung thì dép mình mang size nào cũng được hết. Nhưng mà miễn đừng quá rộng là được. 36, 37 mình đều mang được. Nhìn sang thì mình thấy hai anh chị mannequin này. Wow, thật là sặc sỡ. Áo dài che dù hướng dương đồ. Hello anh trai. Rồi. Và mình đi một chút xíu nữa thì gặp hai cái nhãn hiệu túi xách mình hay mua. Và hiện tại người ta đang sale off 30%. Những cái sản phẩm mà toàn là 800 tới đến 900 ngàn người ta đều giảm 30% hết. Và như mình chưa thấy cái hãng này nó giảm 50% bao giờ. Hai cửa hàng đặt kế nhau như vậy mà nó không có cái ranh giới phân chia cửa hàng nữa. Nên mình đi bên đầu này cứ lộn qua đầu kia. Rồi mình không biết là hiện tại mình đang đứng và đang lựa sản phẩm của cái hãng nào luôn. Mình đi về nhà đây. Bye bye. Còn chưa hết đâu, còn nữa mà. Là 7 giờ sáng và hiện tại mình đang học bài thi. Đang học thì mình phải sức dầu bởi vì cái mũi mình bị nghẹt.
Thoải mái rồi. Bây giờ mình sẽ cột lại tóc của mình vì tóc mình xù quá. Tên tên, xong rồi. Nếu thích hãy đăng ký và nhấn chuông để nhận những video mới nhất từ mình nha. Bye bye.